53. Số 3 con vậy? 80. Để coi cuối cùng ai quen nha. 2 đó, vô hàng 2 rồi. 25. 25. 47. Mình đã hò con 30 con ra rồi. Con chỗ nào? 57. Kinh. Mình đã kinh rồi. Rồi vậy là mình đợi cái con này từ lẫy từ từ mình không biết. 57. Mình đã kinh rồi. Yes. Rồi đây. Cái hàng 57. Ăn được 9 đồng. Đây 9 đồng là của mình. Nó là ai vậy? 31. 72. Rồi đó cái đó kìa, là cho bà. Đây. Đó, trúng rồi đó, trúng rồi. Nico là ai? Đâu đưa tay lên. Nico là ai? Nhưng mà con nói đi, con tên gì? Con nói là bạn không có quay. Con nói đi, con tên gì? Nico, Raiden, Evan, Nolan, 4 thằng giặc. Đang tóc. Ủa, sao nãy đổ hết mấy nồi nước sôi mà vẫn lạnh hả? Kìa. Ai có 4 thằng này nó quậy, quậy banh nhà luôn á. Ôi, nó lên, nó lên. Raiden. No, nó không có chịu vô. Evan, mày bế vô nè. Vô tắm nè. Ôi, lạnh không con? Lạnh không? Lạnh không? Nó lần, nó lần. Nó lần, lạnh quá rồi. Nó lần cười đi. Cười đi. Nó lần cười đi. Nó lần cười đi. Nó lần cười đi. Nó lần cười đi. Chi. Nó giờ rung như chi. Chi. Đi vô. Nó lần. Rồi bye bye. Đã bán hết nồi súp và bán hết bánh lăng và tụi còn ít xôi thôi, mấy đứa cháu nó cũng tu vô hết luôn rồi. Thôi, chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà có một ngày gặp lập vui vẻ nha.
chúc đại gia đình ở Việt Nam hạnh phúc, mạnh khỏe và hẹn gặp lại cả nhà vào tới nha. Bye bye. Bây giờ cả nhà sẽ bye bye, chào tạm biệt. Dọn sạch đồ ăn hết rồi, coi nè, đồ đạc nè. Đó, không còn một gì hết, em tì hết rồi. Tôi bán hết, súp bán hết, và bánh lăng bán hết rồi. Ok, bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Happy 4th of July. Rồi, về giờ đi coi đốt pháo bông. Ok, bye bye. Xin chào tất cả. Bye, see you next time. Tạm biệt. Bye bye. Bye. Evan xách bóp cho ai vậy? Bye bà đi, bye bà. Bye bà đi, bye bà. Bye bà. Bye con. Ghê chưa, tạm biệt thì nói lung tung nha. Ok, về đi về mọi người ơi. Đó, mọi người có nghe bánh pháo bông không? Không khí của ngày lễ độc lập của nước Mỹ là vậy đó. Bánh pháo bông còn hơn ngày Tết bên Việt Nam nữa. Cho nên đó, ở nhà mình đứng thì không có thấy được, nhưng mà bên kia người ta đốt rất là nhiều. Mình hôm nay mình đi ăn là trễ quá cho nên không có kịp đi đâu coi hết. Đó, cho mọi người nghe, cả nhà nghe không, cảnh của nước Mỹ buổi tối July 4 lễ độc lập của nước Mỹ đốt pháo bông vậy đó. Đốt trong vòng mấy tiếng đồng hồ, như cả đêm nay là sẽ bắn vậy đó. Đó, xa xa đó. Rần rần cả tối nay vậy đó, y như bên Việt Nam ngày xưa mà đêm giao thừa vậy đó. New Year mà đốt còn không nhiều bằng lễ này. Lễ này là người ta bán pháo bông, cho đốt pháo bông, mình có quyền mình mua về nhà mình đốt. Đó, nếu mà sẽ đi ra đây đó. Đó, rất là vui tai ha. Xưa nhà mình có con chó Lucky, mỗi lần nó nghe vậy là nó sợ lắm, nó chạy lên lầu nó tìm mình, nó khóc. Đó, mình đang đứng ở trong cái cổng nhà mình quay qua bên kia đường thôi. Đó, sáng hơi hết. Nghe âm thanh rất là vui tai ha. Mà đi ra mấy cái chỗ mà của thành phố đốt là còn nhiều nữa, hay Disneyland á, là trời ơi, đốt đẹp lắm. Còn này là mình mua về nhà, họ mua về nhà họ đốt, cho nên là những cái nhỏ nhỏ hơn. Còn trong Disneyland là, hay là của thành phố là những cái ống pháo to, thiệt là to, nổ lên rất là cao và đẹp, bông hoa đủ thứ, hình lá cờ Mỹ, có hình này kia, đẹp lắm. Trời hết, chỗ nào cũng đốt hết không. Nổ rần hết. Giờ là 9 giờ tối rồi mà trời còn hơi sáng sáng, chưa có tối mà. Trời mà tối xuống một cái là